Sau giờ làm việc, chị Hồng Vân được chị Mai mời về nhà ngay chiều hôm ấy. Căn hộ này em sống nó gồm có 5 căn. 5 lốc? Dạ. Này là mình mua nhà? Dạ, nhà của em mua. Ồ, dạ. Một căn ở đây là bao nhiêu tiền? Khoảng là 7 tỷ mấy, 8 tỷ Việt Nam. Xin giới thiệu chị, đây là chồng của em ạ. Ồ, xin chào. Anh Kawai Yoshinori, 38 tuổi, hiện là kỹ sư điện tử. My name is Kawai. Kawai. Yeah. Yeah, my name Hồng Vân. Hồng Vân. Hồng Vân. Yes. À, bây giờ chúng ta cùng đi vào nhé. À. Arigato. Hai mời chị vào. Nhà mời chị vào đây. Đây là phòng khách đúng không? Dạ đúng rồi, phòng khách. Còn như là nhà bếp luôn á chị. À, phòng khách và là nhà bếp. Dạ đúng rồi. Căn hộ có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Với bản tính sạch sẽ nên Tuyết Mai thường xuyên dọn dẹp nhà cửa. Phong cảnh này núi á chị. Beautiful. Yoru wa yakkei mo kirei desu. Chị Tuyết Mai và anh Kawai Yoshinori cách xa nhau đến 10 tuổi thì cơ duyên gì để họ gặp gỡ nhau? Em gặp Kawai trong trường hợp nào? Khi mà em còn học ở Việt Nam á chị, thì khi em làm thêm ở nhà hàng thì chồng em đi làm thêm đúng không? Chị Tuyết Mai rất thích văn hóa Nhật Bản nên ngay từ học cấp 3 đã học chuyên tiếng Nhật. Nơi anh Yoshinori gặp chị Mai là ở nhà hàng món Nhật ở Việt Nam. Lúc đó chị Tuyết Mai làm việc ở nhà hàng này và anh Kawai Yoshinori khi đi công tác Việt Nam đã ghé ăn tại đây và từ đó cơ duyên họ đã gặp nhau. Em đăng ký đi Nhật 3 năm. Trong 3 năm đó thì vẫn giữ liên lạc á chị. Drink. Mẹ chồng em đến hả? Để em ra mở cửa vậy? Trời ơi. Hi. Mẹ của anh Kawai Yoshinori cũng sống ở Kanagawa nên thường xuyên đến thăm nhà. Mẹ của Kawai mấy tuổi? Bao nhiêu tuổi rồi? 69 tuổi. Wow. Oh, so young. Chị rất là thương Mai đúng không? Mai san wa totemo yasashikute. Seikakuteki ni mo aimasu. Chị thấy hai bạn này á, chị cảm thấy như thế nào? Saishu wa chotto fuan deshita kedo yahari kotoba mo mada ne saishu wa Mai san wakaranai shi tabemono mo chotto ne 日本食が合わなくて、やっぱり国際結婚っていうことです。将来のこと考えるとちょっと不安なこともありましたけど、でもそれは考えてただけで、今現在はとてもすごく良かったなと思ってます。 Dạ, mối qua thì mẹ chồng giúp đỡ rất là nhiều. Tuy mà sống xa chị. Chị Mai và mẹ chồng thường hay cùng nhau vào bếp nấu ăn. Và dường như chị Mai rất thích vận dụng sự khéo léo của bản thân vào công việc nội trợ. Chị mẹ chồng em chỉ cho em rồi em chỉ nấu. Chị cho em đó. Dạ, bây giờ mẹ chồng em rất là thích món đó. Mai nấu cái món đó có ngon bằng chị nấu không? Oishii desu. とても上手なんですね。あとね、魚をさばくのがうまく。 日本人あんまり得意じゃないんだけど、やっぱりベトナム人は魚をさばくのがうまいの。 Hai cá giỏi à? Dạ. Konnichiwa. Hai. Samesama desu. Làm matcha một chút cũng được có chị. Để làm gì uống? Để uống chung khi mà ăn kèm với sushi á. Nó giống như là uống trà nóng và ăn kèm sushi giống như nó. Dạ, cho nên mình ở đây là nước nóng á chị, nóng trực tiếp. 全部100円ですから好きなもの選んでください。ああ、パトはめっちゃ。おいしょ。おいしょ。おいしょ。おいしょ。ああ、てらこんがまらままにかむね。ちょっとなんかなまら。いや、mình nắm thì mình hất lên một tí xíu nhẹ rồi mở ra. Chị Mai ăn món yêu thích là cá hồi.
Nhưng nghệ sĩ Hồng Vân lại ăn theo cách riêng của mình, cho rất nhiều wasabi vào. Như vậy mới ngon. Ở Việt Nam là chỉ ăn như vậy á. Mọi người công nhận không? Phải như vậy. Sọc lên vậy nè. Nước mắt. Em cưới là cưới ở mấy nơi? Dạ em cưới ở hai nơi ạ. Ở Việt Nam vào năm 2015 và ở Nhật nữa chị ạ. Cái hình này là chụp ở đâu? Dạ, hình này chụp ở Việt Nam ạ. Kawai với lại mẹ về Việt Nam. Dạ. Mà tổ chức ở dưới Bến Tre. Dạ đúng ạ. Rồi đám cưới bên này thì gia đình em có ai qua được không? Dạ đám cưới bên này thì mẹ em không qua kịp đó chị. Chỉ có khi mà tổ chức bên này chỉ có mẹ chồng em và em chồng của em á. Em tổ chức ở bên này đám cưới nó hơi đặc biệt tí là tổ chức tập thể. Tập thể là sao? Dạ là trong cái lễ hội giao lưu văn hóa giữa Việt Nam á và Nhật có. Vậy cũng lâu rồi muốn nói chuyện với mẹ, nhưng mà mẹ do mẹ công việc của mẹ ở dưới quê, còn khi lên thành phố thì mẹ lại bận rộn, cứ thời gian như thế nó không gặp được mẹ. Do ba em mất rồi thì em cảm thấy là em thương mẹ lắm, đôi khi là muốn nói với mẹ là lời cảm ơn mẹ, muốn nói rất nhiều, nhưng mà do mình em còn ngại, em không thể nào mà em gửi lời nói trực tiếp đến mẹ. Nhưng mà cũng qua thông qua chương trình em muốn gửi đến mẹ là chúc sức khỏe, mẹ có thể giữ gìn sức khỏe đi, tại vì ở xa thì em không có chăm sóc được mẹ nhiều. Mẹ, con xin lỗi mẹ, con ở xa con không có báo hiếu được mẹ. Thì thông qua chương trình này con gửi lời xin lỗi mẹ và cũng cảm ơn mẹ đã nuôi con trưởng thành lớn đến bây giờ để con có một cái gia đình hạnh phúc như thế này. Và con cũng mong mẹ là giữ gìn sức khỏe và để sống có thể sống lâu cùng với tụi con ạ. Thật ra anh Kawa Yoshinori, chồng của chị Mai, đã chuẩn bị một sự bất ngờ cho chị Mai. Chị nói cái cảm xúc mà khi mà được gặp con gái ở đây như thế nào? Đây cũng là lần đầu tiên mà đến nước Nhật. Thì trước thì qua cũng là thăm con, sau nữa rồi qua coi là vợ chồng mà ăn thế nào. Thì qua đây thì thấy cuộc sống dòm đây thì thấy nó cũng ổn định, rất là mừng chị. Em cái này là cũng như là em nghĩ trong mơ, không có bao giờ em nghĩ là em sẽ qua đến đây. Thời điểm mà lúc mà Mai quyết định là Mai sẽ đi qua Nhật ở lúc đó chị có sợ không? Cái lúc đầu thì cũng sợ, cũng lo lắng. Cũng như là giờ thì con thì có ít, mà Mai thì nghe nói là lập gia đình mấy này thì cũng xa quá, cũng hơi sợ. Cậu không biết về con mình xa rồi, không biết cuộc sống như thế nào. Thì dần dần thì có tâm sự với Mai, thì Mai nói không sao đâu, con lớn cũng biết rồi. Thì thôi cái sau cũng về nghĩ lại cái định hình thì mình nghĩ là thôi giờ con nó thương đâu. Thì thôi giờ mình gả đó. Chứ mình cũng không cản con, rồi mình nghĩ mình biết rồi con nó mình cản rồi sau này mình có lo được cho con không. Rồi nghĩ vậy thôi giờ theo quyết định của Mai đi. Giờ rồi vậy rồi cho tiến tới. Dạ. Nhưng mà cái thời điểm đó chắc cũng buồn đúng không? Buồn lắm chị. Không? Cái ngày mà đám cưới thì cũng không có suy nghĩ gì mấy. Nhưng mà khi rồi đi về bên này mới nằm ở bển, mới trăn trở hoài, không biết rồi về đây rồi cuộc sống làm sao. Rồi xa mẹ nữa, rồi không có gần gũi quá xa chị. Vậy em cũng không nghĩ là biết chừng nào mình mới có qua được đây. Nếu mà
điều kiện con mình nó tốt thì mình không nói, lỡ khó khăn quá thì biết chừng nào mình mới được qua đến đây đấy. Bây giờ là hoàn toàn yên tâm giờ rồi, em không? Chuyến đi này là nói chung là em về em rất là an tâm. Rồi em cũng vậy, em cũng nói lại những bà những coi như là cho bên dòng họ biết, dòng họ biết là em đã đến đây. Thì em có đã vô nhà thì cuộc sống thấy ổn định, nên về bệnh cho mọi người vui, cho mọi người vui. Hai bà mẹ gặp nhau đúng không? Nha chị anh nhi, 4人 để 旅行 した時のことが、なんかこの間のように思い出されます。お会いできて本当にもう嬉しいです。Mai nó qua đây thì cũng nhờ chị là giúp đỡ, thì cũng thương Mai thì cũng mừng dữ lắm. とんでもないです。ありがとうございます。とてもいいお嫁さん。Ông gì vậy? Khỏe lắm như vậy. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Vui nha.